Gió mùa thu mẹ ngu con ngủ ngựa năm canh dài. Chị Mẹ Xuyến đi ơi, tủ năm chị canh. Xuyến, Ơi ơi, chị đang làm em gì mới trong đó đáp chị em. Xuyến? Đang ngủ con ngủ. Con gì? Cái này cái gối mà con cái gì? Nghe nó đi rồi bây giờ nhớ nó quá rồi, lấy bộ đồ nó với một cái gói ôm nãy gì ôm nè. Chị Nhớ ca con quá hả? nhớ. Chàng ơi, Nhớ nó. chị ca cái bài gì đâu mà em thấy cái bài đó hồi đó là chị từng gu cho chị Nga ngủ hay sao? Bài đó nhỏ đó ca cho nó Rồi ngủ cho em á. gắn cái mic, cái thiết bị âm thanh cái gì. Em nãy em đi vô á, em thấy chị trong đây, có gì chị đừng có buồn em nha. Đâu có gì buồn đâu, Sao đâu nhớ mà ai con mà suy nè. nghĩ cái ý nghĩ gì hết ghê vậy trời. Biết sao không, cũng có bộ đồ này của con Nga nè. Mà nhỏ chị cũng mưa bọc nó gì nè, chị ru nó ngủ nè. Đâu chị ngu sao? Giờ chị nhớ nè. Ơi, gió đưa cây cải về trời, cao găm ở lại chiều lời đắng cay. Ô gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh dài, mẹ thức đủ năm canh. Nga con đâu vậy mẹ Nga, mẹ nhớ con quá Nga ơi. Theo em được biết á, chị Nga thì bả bán vé số cũng cách ở đây cũng gần mà sao chị không đi xuống dưới đi, mà sao mình chị làm như gì mất công bà con người ta nói không? Nó không chịu về nhà, Chị có kêu hai chồng ảnh về chưa? kêu rồi mà nói thì đó là nó không về nhà này nữa. Trong khi đó rồi chị có nói ảnh những cái câu nào mà ảnh buồn không chứ chị Nga Thì đâu có hổ. nói gì đâu, tại vì cái vụ bữa hổm tới giờ nó bỏ nhà nó đi chứ. Chị bằng đêm á, chị ngủ chị có nhớ về anh Hữu nè với chị Nga nhiều không? Nhớ nhớ con lắm, con mình thương mình nhớ vậy lắm, dặn nói gì với đâu bỏ con được. Sao mà hôm qua anh kia vậy đó em lại á, thì là chị đâu có làm mấy cái gói này đâu, nhưng mà bữa nay ấy hả, bữa nay thấy Nay chị làm nhớ nó nè, bộ đồ của Nga nè. hồi đó chị nghe ngoan không chị? Nhỏ nó ngoan hiền lắm, dạy gì nghe nấy, à đi học nó ngoan nữa. Nhưng mà một khi đã có chồng rồi sao? Nó mới chừng 2 năm trở lại đây là nó ít có nghe lời chị, chứ hồi nhỏ rồi đi học về cũng ngoan hiền lắm, tiếp mẹ rồi xách nước rồi nấu cơm cho mẹ. Chị đẻ đó, chị nằm trong giường đẻ đó, nó nấu cơm giặt đồ cho chị làm hết trơn. Nhà Cái đi học cái lên trễ giờ, cái cô hỏi sao bữa nay đi học trễ giờ nghe, nói tại cơ mẹ mới đẻ thì không có người ở nhà đó, không có ai ở nhà đó rồi nó làm hết trơn, thằng gái đi học trễ. cái chị Xuyến thì nhắc lại ngày xưa đó thì chị nghe có cái gì mà chị thương dữ mà chị để cái áo này trên áo gối luôn vậy Nhớ con mình là còn nhỏ nó ngoan hiền, nó rất là dễ thương, Xuyến? nó nghe lời mình. Bây giờ lớn khôn mà nó không nghe lời mình nữa mình buồn. Đây là một cái gối ôm nha cả nhà. Nhớ nó nãy giờ tôi muốn khóc nãy giờ. Chị thường thường chị gu những mấy cái bài hát dành cho chị nghe hồi đó làm sao chị? Hồi đó chị ngủ không được đấy, chị nghe đó chị Hồi đó gu rồi. còn nhỏ cái ưa bồng cái gì nè, hoặc đấy nó lên giọng Bồng mà đưa gu sao chị gu cho em nghe coi. gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh dài, mẹ thức đủ Để dọi năm xuống coi. canh. Gió đưa cây cải về trời, gao găm ở lại mà chịu lời đắng cay. Ví dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẹo gặp gỡ khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học mà. Mẹ đi trường đời. Chị Ồ.
là hồi đó chị ca gì đó hả? Nhỏ con ru con cho ngủ gì đó, đứa này đứa kia. Tình tôi nói tình mẹ là rất là thương, nhưng mà còn chị Nga thì lớn lên đó thì phải đi có chồng. Chị nằm đêm á, thường mỗi ngày á chị Xí, thì trong cái nhà thì có anh Hữu nè, chị Nga nè, rồi một khi chị đã đi rồi đó thì chị ngủ bằng đêm á, chị có thấy buồn không? Buồn nhớ con á. Chị nhớ lại những cái khoảnh khắc mà chị Nga ở chung nhà với chàng gửi đồ đó, nó vui như thế nào chị? Vui lắm, có vợ chồng ở nhà nó ít có con ấy mà nó cũng nói chuyện qua lại trong phòng, nó vui lắm. Chuyện đi bây giờ nhà Hiên Quạnh nhắn tin. Chị nhớ ha. Dạ. Chị Xuyến này nói chung thì cũng nhớ con lắm nha cả nhà. Thì cho nên là dùng cái gối ôm với cái áo. Cả nhà ơi, thì Đinh Trúc thấy một cái sự việc lạ quá. Cái này là chị Xuyến, cái gối ôm đó đó. Hồi đó là chị Nga đó, là bà thích mấy bộ đồ này dữ lắm hả? Chứ đi, nếu như đi thì phải đem hết chứ. Nó đi nó đem hết trơn mà sao mà còn sót lại một bộ hai bộ gì trong tủ mà chứ. Gì hả? Đồ này là đồ của chị Nga ha. Đồ của Nga nè. Ở đây chị có lời nào gửi đến cho con gái của chị với chàng gửi không? Nga. Chị nói Nga đi. Với Hữu ơi. Rồi mẹ dặn tụi con nói gì đó, tụi con đi rồi mẹ nhà Heo Quạnh có mình mẹ buồn nhớ hai đứa con lắm. Coi hai đứa con ở dưới được thì ở không được thì về đây ở với mẹ, mẹ làm nhà lại ổng bự ra cho vợ chồng con ở. Mẹ đập làm cửa trước rồi làm ăn sau rộng ra cho vợ chồng con ở. Nghe nói chị không có tiền nữa mà tiền đâu chị làm sửa nhà lại. Chị tính đi hỏi nợ là. Trời thôi. Không chịu ăn chịu hai làm. Hôm bữa cho nè em hỏi nè, không phải em tò mò ha, hôm bữa thấy đeo mấy khâu đâu hết rồi. Bán nè, không cái tủ nó hư á. Nó hư khiến cái tủ hư thì mới bán mới mua tủ đó đó. Rồi mua đồ trong nhà cái này cái kia, mua nồi cơm điện. Máy quay sinh tố. Hai cái khâu lận mà. Hai khâu trước bán ăn tết rồi. Trời ơi. Bán ăn tết á. Còn không sao rồi, mới bán này đã mua tủ rồi với mua cái nồi cơm điện với máy quay sinh tố đó. Trời ơi, hỏi tiền gì rồi mình trả, rồi mình làm gì mình trả chị Xuyến. Tính nói tiền như hàng tháng à. Lấy tiền nó ai góp cho người ta. Tháng như lãnh được 1,4 triệu. Tiền bấm sinh của nó đó. 1,4 triệu. Rồi chị làm móng em thấy cũng đâu có đủ đâu. Làm đâu có được đâu. Từ hôm nay có làm bộ nào đâu. Yeah. 1,000,000 một tháng. Nói chung thì cũng không có đủ gì mà ăn chờ cả nhà. Chị Xuyến thì ở đây đang nhớ con rất là nhiều. Lấy một cái gối ôm mà để nhớ về con. Chị Xuyến như vậy đó thì mấy qua Tết nè, chị có dự định làm công việc gì nữa không? Chị giờ nói chung là chị đang thất nghiệp đó. Chưa biết làm gì à? Ừ. Vậy mà con cái mà bỏ chị đi, chị buồn rất là buồn hả chị Xí? Thì cũng cự cãi qua lại thì nó tự nó đi chứ đâu phải chị đuổi nó đi đâu. Nhiều người ta không biết, ta tưởng chị đuổi con mình. Nhưng mà đâu có. Chị mới coi cái clip hồi tối đó. Chị thấy cái chị đó, chị nói chị là đuổi con chị đặng lấy cái chỗ của Hữu trước bán đi sớm. Mà ai mà làm ăn gì đâu mà hồi tối chị mới nghe bà đó bà nói chuyện. Mình đâu phải như chị nghĩ gì đâu. Chị có coi clip em á thì chị thấy á, chị đừng có chửi em nữa, quan ức cho em lắm nghe. Cái đó là chị hiểu lầm thôi. Rồi em coi trên clip á, em thấy chị nói em hoài, gia đình em hoài đó. Hình như có ông chồng của chị nữa hay gì đó. Hai vợ chồng á. Chị đẹp lắm. Em nói chị nghe nè, em coi clip hồi tối á, em thấy chị nói em á là đuổi thằng Hữu đi. Bây giờ em muốn chiếm được cái chỗ bán vé số của thằng Hữu là không có phải vậy đâu nghe chị. Chị đừng có nghĩ lầm em. Chị phải. Đừng có chửi em nữa là
chị tội đó, chị mà vu oan cho người ta, chị không biết gì trong gia đình mà chị nói mẹ mẹ chừng nữa chị tội nghiệp báo cái miệng chị á. Em coi em thấy chị chửi chị nói gia đình em hoài à. Là chị đó hả? Thôi chị em... nói chung đó là chắc có lẽ là chắc cái chị đó chắc nghe cũng chắc nghe người ta nói lại chị đó, thì nói chung là chắc nói cho chị nghe thôi, tại nói câu chuyện thôi chứ không ai mà chị dùng nói, cái từ chữ không biết chị chửi chứ nói hoài à. Từ lúc mà quay clip tới giờ là gặp chị hoài à, rồi chứ hình như có thằng chồng chị mà ba má cũng nói trên máy hoài đó. Cái nghe nè, chị không có hiểu gì trong nhà của em đâu, tại vì á thằng Hữu nó đi, nó tự nó đi chứ không phải em đuổi nó. Còn bán vé số thì rất là nhiều người, ai thích ai thì người ta mua người đó, tại nó ở đây em kêu nó ở đây mà nó không ở. Nhà ở đây nó cũng có cho mướn mà nó không ở, chứ không phải mà em đuổi nó đi rồi em đòi ra tủ vé số giống mà ngủ đâu. Cái đó là chị hiểu lầm, hiểu quan em đó, là chị coi chừng chị bị nghiệp báo đó nha. Em thấy chị nhiều cái chuyện nói tầm bậy về gia đình em đó, là chị coi chừng chị bị quả báo đó, chị đừng có chửi trong gia đình em nữa nha. Chị ơi, nói chung là tại vì chắc theo em được biết á, thì chắc chị đó chắc chỉ nói thôi chứ không ai chửi mình đâu. Chị nói trên mạng chị nghe em, hoài em à. Nghe nhưng mà cái chị đó em cũng được cũng có xem một hai lần, nói chung là chắc người ta nói cho mình nghe thôi chứ ngoài ra chứ không ai nói. Chị nói cái là cái chị Xiến này nè, cái chuyện này chuyện kia lên máy lên đồ rồi thêm hai vợ chồng còn ngủ này kia rồi mẹ tôi này kia đó, rồi bà nói luôn tôi cày luôn. Rồi xoay qua cái bà nói làm sao không đó, tôi coi clip tôi thấy bà nói đó mà tôi chưa có bình luận lại. Thôi đâu có làm sao đâu, kệ đi chị ơi. Bà nói là em á, là bây giờ con em mẹ em còn đuổi đi rồi á, bây giờ cái chỗ bán số ngủ em tính ra bán nữa, mà tiền của em thì bây giờ em xài tiền cho hết rồi bây giờ em tính đi xin lại mua tủ để bán vé số. Em nói chị nghe nè, em cũng là có giữ tiền trong mình em để hậu hủ cho con, chứ không phải em không hậu hủ. Nhưng mà khiến gì cái tủ của em nó hư đi, em mới bán chỉ vàng nó ra. Chứ nếu mà tủ em không bị hư thì chỉ vàng này em bán, em mua tủ vé số, em lấy vé số em bán cũng được. Nhưng mà cái sự mà bán vé số này là em chưa tính trước đâu, tại vì hậu hủ nó đi, em cũng kêu nó lại vậy đó. Cái làm móng thì em làm móng nó rất là chậm. Nó nói chị đừng có hiểu lầm em, mà chị lên mạng chị chửi em hoài, em thấy chị nói hoài đó. Cái chị đó em độ chắc không có chửi chị đâu, chắc bất quá người ta nói những cái câu chị nói cho chị nói nghe thôi. Nói nhiều bài trên mạng em nghe, nhưng mà nhà ai vậy chị, em nói chị nghe nhà ai người đó nó hiểu, cuộc cái sống của ơi. Ai người đó nó biết. Là em nói chị không phải là em đuổi ngủ đi mà em ra bán vé số đâu, nói cho chị hiểu gì đó để chị đừng có hiểu lầm. Còn mình hiểu lầm, mình nghĩ xấu người ta là chính bản thân mình là người xấu đó. Nhiều khi cũng... chị không có hiểu được trong gia đình người ta như thế nào, chưa biết ai người ta làm sao mà chị đánh giá người ta, chị nói như vậy. Em mà có em coi clip là em thấy chị nói gia đình em nhiều lắm đó. Tại vì em nói chị nghe, nếu mà em có cái sự mà bán vé số trước á thì em đâu có bán vàng, em để vàng đó, bây giờ em muốn ra bán á thì em mua được cái tủ rồi, em có vốn em bán rồi. Cái này là cái sự cố nó vô tình nó đến thôi, chứ không ai muốn như vậy. Tại cái tủ em nó hư em mới bán vàng em mua cái tủ đó. Chàng ơi vậy em chị. Chị nói em á không chừa tiền mua cái tủ bán. Ôi kệ người ta đi chị ơi, nói chung chị đó thì chỉ nói thôi, còn mình ăn thua mình làm cho đúng cái bản thân của mình thì là đó, được thì rồi. Mình đúng, mình đâu có sợ gì thì, chị đó đâu. Thì chỉ nói vậy thôi, còn đúng sai hay là do mình hết trơn là toàn bộ mình à. Mình làm bằng cái tâm. Nói chung là kệ người ta đi. Chị mình á, em nói chị nghe nè, cái tâm ai tốt hay xấu gì cũng chờ ông Phật không biết. Ai làm bậy thì người đó bị qua báo. Còn mình không biết chuyện của người ta mà mình đi nói đi chửi người ta hoài. Chung là cái hậu quả mình mang, mình lãnh cái nghiệp báo, mình có cha dai là có trả đó, tại chị chưa thấy cái nghiệp báo nghiệp chướng nào. Kệ đi chị Xiến ơi, chị đó chắc chị nói gì thôi, chứ người ta cũng không có ý gì đâu. Thôi tại chị... vì em coi trên mạng em nghe chị em nói em cũng có đó. Nghe mà, nhưng mà thôi chuyện của chị đó thì chị tại chị nói cho chị nghe thôi, có gì đâu. Trời thì chị làm đúng cái bản thân của mình đi, còn ai nói gì kệ đó, chị đó chị chỉ nói vậy thôi chứ ngoài ra cũng không có cái gì hao gì, nói chung tiêu hao gì của mình hết, người ta chỉ nói thôi.
người ta nói như vậy đó, mình phải làm cho người ta phải thấy như thế nào. Tại vì mình sợ tội lắm, không dám làm tội gì ai mà không dám nói sai gì ai. Tại vì mình chưa có biết người trong nhà người ta gần gẽ, chưa biết người này tốt hay người kia xấu mà mình đi nói người ta. Chuyện ơi, nhìn chi. Hay là đây là chưa biết nữa? Chưa có biết nữa, xếp đồ, xếp để gì nè, chứ chưa có biết ở đâu, đi đâu nữa. Mà chị để tỉnh đi thiệt không? Tính nóng của nhà lại đi đã buồn vậy đó. Buồn đồ đâu đi à. Tính đi bao lâu mà ship đồ dữ hả chị? Đồ đó của ai chị? Đồ này đồ của Nam, tính cho cháu Nam nó bạn nè. Cái trai á. Đồ Nam. Rồi đồ chị với mấy đứa bé đó là ship bỏ vô sọt rồi xách đi hả? Đồ của chị ship để đây nè, chút mấy nhỏ bỏ vô. Trời ơi. Chị Xuyến rồi cả nhà. Chị Xuyến, rồi cho em hỏi nha. Chị Xuyến Thanh Trúc bữa nay lại nhà chị Xuyến rồi cả nhà. Chị Xuyến. Dạ. Em chào chị nha. Chào em. Chị đang làm cái gì đâu mà cuộn đồ ra dữ hả? Chị mà mấy đứa nó đi hết trơn rồi, buồn quá à. Rồi bây giờ tính dọn đồ đi nè. Con đồ đi hả? Đi đâu chị? Cho em mượn cái biết mít đi đâu chị. Nữa. Nhìn thầy chồng hả? Đi hết cha nhà có mấy mẹ con rồi, đi rồi buồn quá buồn à. Sao? Trời ơi. Chị Xuyến là mình gọn đồ đi rồi là mà nói chung nè, chị lấy đồ đó là gọn là mình đi luôn hả chị Xuyến? Nhà ở đây rồi xong ở chị định đi đâu? Bỏ nhà đây mà không biết đi đâu, biết. Sao lý do làm sao bỏ nhà chị nói cho em nghe coi. Hả? Lý do làm sao? Chị đừng có giỡn em nghe chị Xuyến. Lý do làm sao? Không gài thí dụ có anh Hữu với chị Nga ở nhà đồ là nó vui đúng không? Ví dụ chị đêm xuống rồi chị thấy có nhớ con không? Cũng nhớ chứ. Con mình mà sao không nhớ em. Rồi định chị dọn này là mướn trọ chàng anh chị hay sao? Chị suy nghĩ sao mà chị ship đồ chị bỏ đi? Tại vì nhà ở đây đó mình nó rộng rãi, mình đi chỗ khác là mình mất mướn tốn tiền á chị Xuyến. Tại giờ quá trời buồn không tết đến giờ. Buồn. Con cái rồi lắc đầu mẹ rồi ấy thì kia là buồn quá em ơi. Nói không nghe hay sao chị? Nói nó không nghe mình. Buồn quá. Chị Xuyến đang ship đồ rồi cả nhà. Nó bán thêm mốt cháu lòng nó tiếc nó chứ hơi. Buồn quá không biết sao quá. Đi đâu đi làm chứ cũng nhớ con. Nhớ không chị? Tuy rằng mà thấy mà con của mình đó thường đó, nói những cái câu mà nghe không được, nhưng mà chị Xuyến nè, chị Xuyến có buồn không chị Xuyến? Chị Xuyến mà nghe mấy đứa như con gửi mình nói vậy, chị Xuyến có buồn không? Buồn chứ em. Thôi đi chị ơi, nói chung thì chắc anh ta chắc có lẽ là chắc nói vậy thôi, chứ lúc nào mà không thương vậy. Mình nuôi con của mình là đó giờ mấy chục năm rồi bây giờ đó, nó có chồng nó thì nó theo chồng đó, nó còn đâu còn nghe lời mình nữa. Cho nên là chị mấy là gọn đồ đi đó ha. Hả? Bởi vì buồn nó thích đồ, thích nó đi chơi nè, không biết đi đâu nữa nè. Đi đâu nữa. Buồn gì nó đang đi cho mấy anh em đang biết, người ta kiếm chị cho mấy anh em chia sẻ để. Nó buồn rồi, mình không biết mình đi đâu, mình làm gì. Cái nhà chị ship đồ chứ sao tính bỏ nhà ra đi nè. Con gái thì dạy cũng không được, con trai rể dạy cũng không được. Chị có khi gì chị tuổi thân không chị ship? Chị tuổi thân không? Cũng tuổi thân chứ em. Ví dụ con của mình mà mình nói không nghe, rồi nhiều khi mình có suy nghĩ là tại sao mà như vậy không chị chứ? Sao mà mình ví dụ bộ mình thiếu nợ cho của chị hay này nọ, chị có suy nghĩ gì chưa? Chị cũng suy nghĩ ra kiếp trước mình cũng nợ nặng,
Chút này mình phải mà sống chừng với nhau. Chị Xuyên không có nợ nặng với nhau. Ship đồ, ship là cho hai đứa nhỏ luôn hả chị Xuyên? Ship luôn hai đứa nhỏ chị luôn. Rồi chị có cho bà ngoại hay chưa? Điện cho bà nãy giờ mà bà mất mát nè. Chị điện cho bà là chị nói làm sao? Điện nói mẹ ơi con buồn quá, giờ con dẫn con Điện này đi học rồi. Tự như đó giờ con mấy mẹ con đi đó mà tính đi chơi đó mà không biết đi đâu. Chị đi vài ngày hả chị Xuyên? Đi rồi, vài ngày cho đã buồn vậy đó. Có định về đây không? Về chứ đâu có mỗi ngày đi luôn đâu. Đi vài ngày sao đem đồ dưới chị Xuyên? Xếp để vậy nè. Nó đi mua hay ly bỏ vô. Đi mà không biết mấy ngày về ha. Dạ. Trời chị Xuyên nè cả nhà. Đi đâu hả? À? Nè. Tính đi đâu? Không có nói chuyện được đâu. Không nói chuyện nữa. Chị Xuyên hiện tại là cũng khổ thân nữa nè. Một cái đứa trẻ nữa nè. Còn thứ hai ở nhà thì chị Xuyến cho em hỏi, chị ở nhà gì đó thường thì có anh Hữu nè, với chị Nga nè, thì chắc mọi ngày chắc vui, chắc đi vô đi ra chắc cũng vui, có nói chuyện đó. Qua lại không chị? Có, nhưng mà thường thường thì nói chuyện nhảy lã rồi chơi rồi nó cũng vô phòng nó đóng cửa lại rồi. Nhưng mà cũng có không khí con cái ha. Rồi mấy ngày mà hổng về là anh Hữu với chị Nga đi lâu chưa? 3-4 ngày nay hay chị? Cũng được 4-5 ngày. Sao hôm bữa chị nói là đi đâu có quan tâm gì đâu mà sao chị bữa nay chị nói buồn quá rồi cho nên là mình mới đang lúc nóng giận mà em. Nói chung là đang buồn rồi mới nói vậy thôi ha. Giận mà em không nói cho lợi gan mình đâu. Trời chị Xuyến nên ship đồ nữa. Cái này chị có giỡn tụi em không nghe chị Xuyến? Đâu có giỡn gì hết, thiệt cái chứ giỡn gì. Mình lớn rồi mình nói nào đâu có nói đàng hoàng chị Xuyến. Chứ tụi em không có chị đi ship đồ đi nè quý vị. Rồi chị Xuyến là dự định rồi mình đi vài bữa rồi là mình tính tìm công việc khác làm hả chị Xuyến? Thì giờ chị chưa có biết là làm món nó vậy mà không được. Chị có ước mơ bán vé số gì không? Bây giờ thí dụ mà có bạn đường quân rồi giúp đỡ mình vậy đó. Giúp đỡ cho mình đó. Thì mình bác cũng vậy, ngày cũng kiếm 380 số 200 số cho con nó ăn uống này kia gì đó, nếu có thì mình cũng bán để cái tổ hôm trước đó. Rồi vừa coi con này rồi vừa bán luôn. Chuyện hồi đó chị Xuyến có gu thường cho chị Nga ngủ không? Có nhỏ con cái đứa nào đâu chị Xuyến gu cái bài đó lại cho em nghe và mọi người được biết. Vô hát cái nào đó, cái đoạn nào đó chị Xuyến nhỏ ngủ đó. Nhỏ gu con gu gì nè. Ầu ơi di dậu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẹo gặp gừng khó đi. Có đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Âu ơ, một bài, gần bài này nữa nè. Âu ơ, gió đưa cây cải về trời, gâu găm ở lại mà chịu lời đắng cay. Hay quá ta. Đó, nhỏ là hình lưu con là u gì đó. Ngày hồi đó đó chị có cái bài hát nào mà gu cho chị Nga ngủ không? Có, ngày đó nó còn nhỏ chị ơi ca bài nè. Âu ơ dí dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẹo gặp gình khó đi. Có đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Hay quá ta. Cái nó chưa ngủ cái mình ca nữa, gu cho nó chừng nào ngủ thôi.
ậu với dầu, với dầu với dầu gió đưa cây cải về trời, gao găm ở lời chiều lời đắng cay. À, ngày xưa đó là chị ca, cái này là chị gửi đến cho ai chị? Dạ. Ca ru con mình ngủ á. Ừ, ru con ngủ mà chị ca cho ai á? Mà đó đó. Chị ca cho chị. Đó, ca cho chị mà nhưng nhờ chị ru đứa nào á? Ru hết trơn mấy đứa này luôn con nha. Bây giờ là mình đi hay sao chị? Bây giờ xếp về nè, giờ ngồi đi chợ mua cái mì ly. Để đồ vô. Trời ơi. Xong chưa chị? Gần rồi, giờ mình đi mua cái vali em. Ừ. Rồi có định đi khu vực nào, hướng nào chưa, hay là đi ra ngoài mướn trọ? Bây giờ chưa có biết nữa, đi xem đi chơi gì đó. Chơi phải biết chỗ chứ. Buồn quá rồi, giờ đi chơi đó. Đi bỏ nhà đi hả chị? Đi bỏ nhà đi đó. Ừ, đang ship đồ là cái gì? Giờ buồn quá, buồn là con gái dạy nói nó không biết nghe gì chứ. Buồn quá đi ha. Dạ. Trời. Quá buồn mà nó còn cái đứa nào cũng như đứa này, nó không có nghe lời mình vậy chứ. Thôi kệ đi chị ơi. Chắc anh chị vài bữa cũng quay về chứ gì. Nó đi luôn rồi, nó không về. Ừ. Nói chị đi luôn hả? Nó với nó im ở trên đây với nhà tường, kia nó im hơn. Ừ. Chị Xíu đang chuẩn bị đi rồi cả nhà. Mua quay ly đi, mua quay ly bỏ vào vô mới được. Ừ. Xếp xếp gì nè, mấy đứa nó cũng làm bông ra hoài. Rồi chắc này là ship đồ đã xong vô rồi là mình đi đó hả chị ship? Dạ. Ship xong để đây đi mua quay ly về được rồi mới đi. Ship này cả nhà, chị Xíu bữa nay là mới đắp đầu vô Thanh Trúc, tưởng đâu bà giỡn không. Thiệt, có giỡn. Dạ. Ơi, mẹ ca cái bài này mẹ gửi lời cho con rồi lúc mà con còn nhỏ, mẹ ẵm bồng nuôi dưỡng con đó, dỗ dành con yêu thương đó. Là bài này mẹ nhớ lời dĩ dãn ngày xưa con còn nhỏ. Mà mẹ ưu hát luôn cho con ngủ á. Rồi bây giờ là chị đã đi rồi chị, cho nên là chị tính ca cái bài mà hồi đó là thường mà ngu chị Nga ngủ đó hả chị? Dạ, gửi lại cho Nga đó. Nga có nghe hồi nhỏ, con nhỏ mẹ ca hát ngu con ngủ gì. Mình đi gì mình có dự định là mấy ngày mình về không chị? Tính đi luôn, không biết giờ nào về. Rồi nhà này để cho ai chàng? Nhà này để gì qua có mướn cho người ta mướn. Vậy hả? Mà lý do làm sao mà chị bỏ đi, chị nói cho em nghe coi. Chị nói nghe, chị đang buồn mấy đứa con của chị á. Buồn anh Thủ hay là buồn mấy nghe đứa con? Nghe bữa bành cái gì nè, mà mẹ nó cũng bỏ đi, rồi lớp nào anh Thủ nghe nữa. Cái nhà gì mà để cho mình nên chị ở thì chị buồn hay sao? Buồn chứ. Trời. Sống thôi mà mình gì nè, có ai đâu. Thôi mấy chị mẹ con vậy đó trong nhà, nhưng mà còn không gần. Với lại chị thì không có chồng nữa, phải có chồng thì phải ăn ủi hả chị? Phải vậy. Ừ. Rồi chị ship đồ, ship bỏ vô sọt hay gì đi, mình đi mua cái quay ly chị. Chị bỏ ở đây nè, rồi chị đi mua cái quay ly. Ừ. Chị để đồ vô quay ly. Đúng rồi, cho nó gọn. Quay ly khách nó cũng dễ nữa. Đúng rồi. Mua cái quay ly mình để vô cho nó gọn á chị. Ừ. Đi chị Xíu ơi. Dạ. À, ông Tư cày không gạt chị. Gạt cái gì nữa? Không nói ông ra đây chơi với chị. Trời ơi. Hôm qua chị mới đi mua một chục trứng gà. Ừ. Chị mua một ký nghêu. Nửa ký tôm. Mua cho ổng hả? Ờ. Mà ổng không ra, mà ổng cũng không điện, bởi vì ngủ la chị phải rồi, ổng mới đựng tin là ông Tư. Ổng hứa chị nào?
Ông nói là ngày hôm qua đó. Ừ, sao? Ông nói làm sao? Chị nói cho nghe. Ngày mai tôi ra với bà, tôi đi nhậu với bà chơi. Hết giờ tôi mắc con cháu đông quá tôi không ra được. Không ăn tết với bà. Tôi tưởng ông ra tôi mới đi mua chục trứng hột gà. Nửa ký tôm với nghêu rồi ông không ra rồi tôi bỏ ruộng đất nè. Nè, tôm nè. Tưởng đâu ông ra để ăn ăn nè. Nè, nghêu nè. Ôi ơi. Chị mà chị mua cho ông Tư cày hả? Bởi vì ngủ là tôi phải đựng tin là ông Tư muốn dốc láo không. Tôi giờ tôi mới sáng mắt ra luôn. Bà chị điện có điện ổng lại chưa? Ổng không có điện đùng gì tôi hết trơn nè, tôi mua nè. Nghêu nữa nè chị. Nghêu nè. Thấy không? Đó. Ổng ổng ra rồi, ổng có kêu chị mua đồ không? Hả? Ổng có kêu mua đồ ăn gì không? Ổng không kêu mà ổng nóng ra là tôi chuẩn bị mồi sẵn. Trời ơi, bà lo cho ổng vậy đó hả? Rồi sao con của chị em không thấy lo mà ổng mất cái gì chị lo dữ hả? Bởi vì ngủ la tôi giờ tôi mới biết. Qua tôi mua đồ gì đấy. Hết, mua hết nhiều. Mua cái này tôm. Tôm này là 50 nè. Tôm mua gì Phật. Tôm 50 nè, nghêu 60. Cái này là cái chỗ của anh Hủ mà. Vợ chồng cũng đi rồi. Rồi ảnh hai chồng ảnh đi rồi là chị dọn đồ qua đây luôn đó hả? Dọn lên đây nè. Rồi sao chị không đợi đi rồi vài bữa ảnh về. Về nữa dọn làm chi? Bây giờ mình kêu nó về hoài mà nó không về, thành ra mình mới dọn. Cho em gắn cái mít cho chị. À, Thanh Trúc bữa nay cũng quay lại chị Xuyến nữa cả nhà. À, có ai ở nhà không? Ờ, em chào chị nha, chị Xuyến nha. Làm gì chị Xuyến? Chị đang dẹp đồ trên bếp nè. Như nó bệnh đó, bẩm sinh nó không có biết làm á. Nó lại nó làm này kia đồ đạc rồi trong tủ. Cái chỗ này là cái chỗ của anh Hủ mà. Chỗ Hủ rồi, vợ chồng Hủ đi rồi. Rồi ảnh hai chồng ảnh đi rồi là chị dọn đồ qua đây luôn đó hả? Dọn qua đây nè. Rồi sao chị không đợi đi rồi vài bữa ảnh về. Vậy nữa dọn làm chi? Bây giờ mình kêu nó về hoài mà nó không về, thành ra mình mới dọn. Cho em nè. Gắn cái mít cho chị. Chị có kêu chưa? Có. Gì hả? Để đồ ở trong gì nè cho con nó không quậy được, để ngoài đó con. Mới có mấy ngày đâu mà nghe nói anh Hủ cũng đi mới mấy ngày ở đâu mà cái chỗ này chị đã dọn đồ qua rồi. Sao chị không để nó đi coi vài bữa, ảnh chỉ dặn vậy thôi, ảnh còn quay về sao chị Xuyến? Ở đây bây giờ nhớ nó dữ lắm, nhớ vợ chồng nó dữ lắm. Nhớ chưa hết trơn, cái chỗ đi chưa được mấy ngày nó dọn qua đây hết trơn luôn rồi, nhớ cái gì. Nhớ đó. Con gái cái chỗ này là hôm bữa của anh Hủ với dì Nga đúng không? Đúng rồi. Rồi sao chị, em nói chị xong để đi rồi cho chị Nga với anh Hủ nè, giờ đây người ta ở nữa, bà dọn qua đây rồi sao không qua dám lại. Hả? Nó hả? Dạ. Thì chừng nào nó về thì mình dọn qua lại. Dạ. Yeah. Từ hồi anh Hủ với chị Nga đi đó rồi chị thấy cảm thấy làm sao? Nhớ nó nói làm sao? Trời ơi. Mẹ con nó đi nhớ chắc rồi. Chị quay cho em hỏi tí xíu ha. Ừ. Cái đó chị chuẩn bị gì hả chị xem? Cúng hả? Ông Tư cày không gạt chị. Gạt cái gì nữa? Ông nói ông ra đây chơi với chị. Trời ơi. Hôm qua chị mới đi mua một chục trứng một gà. Chị mua một ký nghêu. Nửa ký tôm. Mua cho ổng hả? Mà ông không ra, mà ông cũng không điện. Bởi vì ngủ la chị phải rồi. Ông mới đựng tin là ông Tư. Ông hứa chị nào? Ông hứa là ngày hôm qua đó. Ừ sao? Ông nói làm sao? Chị nói cho nghe. Ngày mai tôi ra với bà, tôi đi nhậu với bà chơi. Hết giờ tôi mắc con cháu đông quá tôi không ra được. Không ăn tết với bà. Tôi tưởng ông ra tôi mới đi mua chục trứng hột gà. Nửa ký tôm với nghêu rồi ổng không ra rồi tôi bỏ ruộng đất nè. Tôm sống nè. Tôm nè. Tưởng đâu ổng ra để ăn ăn nè. Nè. Nghêu nè. Ôi ơi. Chị mà chị mua cho ông Tư cày hả? Bởi vì ngủ là tôi phải đựng tin là ông Tư muốn dốc láo không. Tôi giờ tôi mới sáng mắt ra luôn.
Bà chị điện có điện ổn lại chưa? Ổng không có điện đồn gì tôi hết trơn nè, tôi mua nè. Nghiêu nữa nè chị. Nghiêu nè, thấy không? Ổng ổng ra rồi, ổng có kêu chị mua đồ không? Hả? Ổng có kêu mua đồ ăn gì không? Ổng không kêu mà ổng nóng ra là tôi chuẩn bị mồi sẵn. Trời ơi, bà lo cho ổng vậy đó hả? Ừ. Rồi sao con của chị em không thấy lo mà ổng mất cái gì chị lo dữ hả? Cái gì ngủ la tôi giờ tôi mới biết. Qua tôi mua đồ gì đấy. Hết, mua hết nhiêu? Mua cái này tôm. Tôm này là 50 nè. Ừ. Tôm mua gì Phật? Tôm 50 nè, nguyên 60. Ừ. 100 mốt. Ừ. 100 mốt một gà 30 ngàn chục. 140 với ba rau sống đồ lặt vặt nữa là 150 ngàn. Mua cho anh yêu đó hả? À, đó. Rồi trái cây. Trái cây của mình là Tết giờ nó có nhóc hết trơn rồi. Chỉ ông ra là làm mồi rồi bắt đầu mấy trái cây đó. Chàng ơi, nghe ông Tư mà mua dữ vậy đó hả? Mua này bổ cho ông hay gì? Thì mua đảm bảo cho ông đó là từ mấy tháng nay ông mua ra đây, từ lúc tôi đi quay phim tới giờ đó. Là chị cũng nhớ ông ha. Ừ. Nhớ ổng mà nhặt cái ổng vậy rồi chàng. Bởi vì ngủ nó la tôi là cái vụ mà xích mít với nhau là vụ ông Tư cày tôi với nó mới mít lòng đó. Ừ. Chứ tôi với ngủ đâu có mít lòng gì đâu. Đúng rồi. Rồi. Nè, chị mua vậy nè, cái nước sôi á. Để làm gì? Đổ nó có vô hấp nguyên chứ nó bổ dữ lắm. À, cho người nam đó ha. Ừ. Trời ơi, tin lời ổng. Mấy bữa nay nói chung là cũng không có vắng ông Tư cày hay sao? Dán cái gì đó, tao nói từ hồi quay phim tới giờ luôn là ổng không có ra đây luôn. Ừ. Không có ăn uống gì chứ, ăn Tết cũng ăn uống nữa. Má. Ông nói ông ra tôi mới đi mua đó. Ông nói đi ra mới mua hả? Ông nói là anh đi ra đó nghe. Mời anh ra đó. Con cháu nó trình phố nó dạ trơn rồi mà chồng mà anh Hữu ra mà anh Hữu mà ở đây thường thường ngày á, anh Hữu ổng ở đây á, rồi chị có đãi cho ổng bả ủa anh Hữu ăn những cái món ngon đó không mà nghe ông Tư cày rồi à, trong nhà thì đồ ăn có gì ăn nấy à ông. Trời ơi hèn chi, bởi vì nó mê cái này, nói một câu mê anh yêu bỏ con cái phải rồi chị ơi. Thường thường ông nói dốc không? Thường chị em nói vậy nè, chị đâu cô đâu có mua mấy cái đó chị đãi con gửi chị đâu. Mà nghe anh yêu ra cái ông tối ngày ông gạt tôi nói dốc lát chuyện này là tôi cảm thấy là xong thôi, mệt mỏi. Hay là vài bữa điện rồi nữa. Thôi ổng cái chiêu cái trò này hoài tôi sống ổng không biết. Chiêu gì? Lắm. Thì ổng ai như ổng bỏ mình, ổng đi người này người kia đã cái tháng nữa tháng cũng điện lại mình, ổng xàm xí bởi ngủ nó ghét ổng bao nhiêu đó. Ờ. Bây giờ tôi mới biết tại sao ngủ ghét ổng. Ờ, thì anh Hữu anh có trước khi anh có nói dặn chị làm sao? Nói giờ mẹ bỏ ông Tư đi rồi con mới về nhà này ở. Gì hả? Ừ. Rồi chị làm sao? Mẹ chị với ông Tư cũng bây giờ ổng cũng đâu có như ấy gì đâu. Lâu lâu ra chơi vậy thôi, rồi chị mới nói không phải vợ chồng thì mấy ngày Tết thì ra ăn uống thì về đâu có cái gì đâu. Ừ, rồi sao? Rồi ổng không ra thôi chứ chị mua đồ đó không ra nè, chị với mấy đứa nhỏ làm á. Trang ơi, vậy nói chung là chị cũng thương ông Tư dữ lắm chứ à. Ừ. Giỡn rồi phải không chị? Ông nói sách với cho ngủ làm rồi nó có gì đấy, mẹ con nhậu nữa. Ừ. Giờ là chuẩn bị đi đem dưới hay sao? Ừ, sáng giờ không thấy điện, không thấy gì chứ. Ai ông Tư? Ngủ giờ này nó đang bán sớm. Ừ. Để nó bán hết à. Thì bán thì mà ổng được à mà. Ừ. Bà vợ bán. Bà vợ bán à? Ừ. Chị, mà sao mà chị mua gì? Cái đó tốn tiền lắm mà chàng. Thì tính 150 ngàn đó nghe. Mà toàn là món bổ hột gà rồi nữa. Hột gà là nó bổ gì? Nó bổ ngang hay bổ dọc? Hột gà đó chị chỉ cho mấy em ăn, mấy em thanh niên ăn rất là tốt. Ừ. Nấu nước sôi, hột gà để vô tô, đổ nước vô. Đâu hột gà đâu, chị nói hột gà nó chị. Nè, ví dụ tụi cưng nam á, là tụi cưng ăn gì nó rất là bổ cho người thanh niên luôn. Bổ cái gì? Nó bổ đủ thứ chân á. Chị nói mấy em mới được nha. Chứ mấy em chị... mà có vợ rồi ha. Ngủ đêm sáng ngày là tụi em nghe lời chị, hột gà ba mình, hột gà gì đó. Cái hột gà này sao? Nấu sôi làm sao? Nấu sôi chế vô cái thùng nước nguyên hộp. Bổ lắm. Nó còn sống rồi sao? Còn sống, đâu có ăn gì nó mới bổ.
nước sôi mình trụng ra ngang rồi mình lấy ra mình hấp nguyên trứng thì nó bổ lắm. Nó bổ chuyện vợ chồng hay sao? Ngày cũng nước vậy đó, mà cũng hấp vô ngày trứng ngày khỏe. Nhiều điều ha. Ừ. Được rồi. Ngày hấp vài trứng vậy đó. Trứng ha. Thí dụ mà một người thanh niên người ta đó, người ta không có muốn ngủ với vợ con nữa, rồi người ta hấp trứng gà này muốn ngủ lại không? Chị kể coi. À, thì chị thấy là với nam là hộp gà này nó tốt cho nam lắm đó. Thì theo em hỏi chị vậy đó. Ừ. Theo mà người đàn ông người ta không muốn ngủ với người vợ đó, rồi hấp trứng gà này có ngủ lại liền không? Ông Tư á, tôi nói mấy tháng nay dạ. Ông ngủ với ai, ông làm thì làm cậy, ông đâu ngủ với tôi. Nhưng mà tôi vẫn thương, ông mua hộp gà cho ông hấp. Mà ông đâu không ra, ông đâu không ra, ông đâu có ra. Ông hấp, chị là chị cho ông hấp không hả? À. Ghê trời. Để chị nói cho em nghe. Mấy tháng nay chị biết là ông còn người khác nữa. Đúng rồi. Ông đâu có ra ngủ uống gì vậy chị, nhưng mà chị vẫn lo chăm sóc sức khỏe. Cho ông hấp ha. À. Ông ra đây là chị cho ông hấp liền. Là chị đổ nước sôi vô nè, là cho ông hút nguyên cái trứng gì đó, mà nó cái trứng hột gà này nó bổ cho nam lắm. Em cho mỗi nè. Nam á, còn với nữ thì nó cũng bổ nữa. Mỗi lần mà ông nhưng ra đây. Nhưng mà nữ thì nó dư calo rồi, có cái nam á. Mỗi lần ông ra đây là chị cho ông hút mấy trứng. Ông ra là chị thường thường chị đổ nước sôi chục hộp, năm hộp gì đó. Ừ. Thường thường ông hút hai hộp. Hút hai hộp hả? À. Rồi đêm đó làm sao? Ông hút dữ lắm không? Hả? À. À, chị nói thiệt đi. Phải gì ngủ nói phải gì không nghe lại ngủ mới đánh tắt tôi ghét là phải rồi. Đúng rồi. Ủa bà tối ngày mà thức nghe lại ông Tư. Đúng rồi, cho hộp gà ổng húp tối cái ổng húp chị rồi ổng đi luôn hả? Phải gì nha, ổng nói hôm qua ổng nói ngày mai tôi ra nè, nó nghe mấy tháng này tết giờ tôi không có ra. Tôi ra ăn uống với bà đi ra chơi. Ừ. Nó ra hôm qua nãy giờ mất tiêu luôn, không thấy điện. Lo cho giữ vô lo hộp gà cái này. Cái này là bổ hột gà bổ gì chị? Cái mắng cầu đó nè. Mắng cầu đó vậy là nhậu gì? Xong rồi tôi ổng nhậu xong tôi lấy cái mắng cầu giống ăn nè. Còn cái bưởi nữa. Gì yeah, lo ấy ghê. Ừ. Trời. Con cái không lo cho nó bỏ đi phải rồi. Nó ghét. Nó mà nghe tới ông Tư tí tới ông Tư là nó ghét thằng ngủ ghét dữ lắm. Gì ha. Tại ổng nó dốc á. Nó dốc mà lừa gạt nó bởi vì nó ghét. Nó chuyện không gì ra gì. Thà gần ra thì nó ra, không ra nó không ra đúng không? Ừ. Mày đậu mày. Bả ngủ nghe ta nó không ghét. Đúng rồi. Nó nói với chị nó giờ nếu mà chị mà đừng cho ông Tư qua lại gì ở con nhà này với chị nữa là nó trở về lại nở lại đó. Nó nói gì nè. Ừ. Vàng ơi quý vị.